đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vào khung giờ lạ ở World Cup nữ 2023. Theo thông báo từ FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu các trận ở vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào khung giờ rất lạ. Mới đây, FIFA đã công bố ngày giờ thi đấu chính thức của các trận đấu tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu vào những khung giờ không quá thuận lợi. Cụ thể, trận mở màn của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam. Sau đó đến trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân lúc 14 giờ 30 phút giờ Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2023. Gặp đội thắng ở loạt play-off. Đến trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 1 tháng 8 năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài lúc 14 giờ giờ Việt Nam gặp Hà Lan. Đây là khung giờ thi đấu không chỉ khiến người hâm mộ tại Việt Nam có phần nào đó khó theo dõi mà còn khiến bản thân các cầu thủ cũng phải có sự thích nghi để ra sân, tranh tài với hiệu suất cao nhất. Bên cạnh khung giờ thi đấu không thuận lợi, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với bài toán di chuyển khi ba trận đấu được tổ chức ở ba thành phố khác nhau của New Zealand. Trong đó khoảng cách giữa các sân tổ chức lượt trận thứ hai và lượt trận thứ ba lên đến hơn 1.300 km. Liên quan đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn châu Âu vào đầu năm 2023. Hiện tại, đã có một số đội tuyển châu Âu như Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha ngỏ ý muốn mời đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu.